Trình phát thanh Măng Non tháng 12/2022. Chi đội Kim Đồng trường tiểu học Phú Thủy xin được phép chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Xin kính mời các thầy cô và các bạn cùng nghe buổi phát thanh Măng Non hôm nay với nội dung tháng 12 sôi nổi, học tập và rèn luyện theo tấm gương của anh bộ đội Cụ Hồ. Tháng 12 này, chúng ta sẽ kỷ niệm 78 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022 và 33 ngày thành lập Quốc phòng Toàn quân. Các bạn có biết lịch sử của ngày này không? Chắc hẳn bạn nào cũng biết chút ít nhưng thật chưa chính xác và đầy đủ. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi bản tin phát Măng Non này nhé. Ngày 22 tháng 12 năm 1994, tại khu rừng ở Nguyên Bình, Cao Bằng, bộ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sự thành lập. Lúc đầu chỉ có 34 người với 34 khẩu súng dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Thành lập được 2 ngày, đội đã có hiến công vẻ vang dội, diệt hai đồn ở Tây Bắc và Ngà Ngần. Cao Bằng mở ra truyền thống đánh giặc mưu trí, dũng mãnh của quân đội ta. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, đội Việt tuyên truyền giải phóng quân và các trung đội cứu quốc ở Bắc Sơn đã hợp nhất thành đội Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, từ cây đa Tân Trào, đơn vị chủ lực của Việt Nam giải phóng quân đội do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến về xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc. Cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, quân đội mang tên Vệ Quốc Đoàn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội mang tên Quân đội Nhân dân Việt Nam với chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, đánh dấu cho mốc son chói lọi của khắp toàn cầu. Bộ đội ta đã trưởng thành. Từ đó đến nay, trên quãng đường giải phóng, xây dựng bảo vệ tổ quốc, quân đội ta đã thành lập được nhiều chiến công hiển hách, xứng danh danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, trùng với đảng, hiếu dân, liệt nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong tháng 12 này, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập quân đội dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12. Vậy chúng ta cần làm những công việc gì? Trước hết, chúng ta khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm của tháng trước mà trong buổi lễ trào cờ, thầy tổng phụ trách đã nêu, cụ thể như sau: duy trì nề nếp, thể dục vệ sinh, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, hạn chế và chấm dứt ăn quà vặt, vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Thứ hai là chúng ta tăng cường học tập và rèn luyện theo gương anh bộ đội Cụ Hồ, khẩn trương, nhanh nhẹn, dứt khoát, hoàn thành công việc của thầy cô giao. Thứ ba là chúng ta thực hiện tốt các kế hoạch mà liên đội đề ra, như các chi đội tham gia viết bài tìm hiểu về anh bộ đội Cụ Hồ, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thăm viếng đài tưởng niệm xã Phú Thủy. Đội tuyển điền kinh, đá cầu tiếp tục luyện tập để tham gia đội thi cấp cụm, huyện, tham gia kết quả cao trong thời gian tới. Tiếp đến với hệ hệ cha anh, lớp lớp thiếu nhi, Việt Nam đã vang ra sức rèn luyện, xây dựng và bảo vệ đất nước. Học sinh trường tiểu học Phú Thủy cũng vậy, các bạn đang nỗ lực học tập và tu dưỡng xứng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Chúc các bạn đạt được thành tích tốt trong đợt thi đua này. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thầy cô và các bạn. Chi đội Kim Đồng hẹn gặp lại cho các bạn vào buổi phát thanh lần sau.